Vietcombank bất ngờ dự phòng 10.840 tỷ đồng cho tiền gửi ở ngân hàng khác. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank mã chứng khoán BCB vừa công bố báo cáo tài chính quý tư năm 2022 với tổng thu nhập hoạt động đạt 18.662,6 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 38,8% lên 14.809,4 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 1,3% lên 1.187,8 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 2.331,3 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh giảm 79% xuống còn 4 tỷ đồng. Mảng chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 1,9 tỷ đồng. Trong quý cuối năm, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng giảm 51,6% xuống còn 1.678 tỷ đồng. Kết thúc quý tư năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm trước, đạt 12.419 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 37.358,6 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2021 và vượt 20% kế hoạch năm. Trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, Vietcombank báo lãi ròng năm 2022 ở mức 29.912,3 tỷ đồng, tăng 35,8% so với thực hiện năm 2021. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng tài sản của Vietcombank đạt trên 1,81 triệu tỷ đồng, tăng 28,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 19,2% lên 1,14 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay là 0,68%. Đáng chú ý, khoản mục tiền gửi tại và cho vay tổ chức tín dụng khác của Vietcombank bất ngờ ghi nhận khoản dự phòng. Rủi ro lên tới 10.840 tỷ đồng giá trị khoản dự phòng này tại thời điểm cuối quý 3 năm 2022 chỉ là 1.000 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2022, Vietcombank đang cho vay các tổ chức tín dụng khác hơn 40.700 tỷ đồng và gửi tại các tổ chức tín dụng khác hơn 283.682 tỷ đồng, tăng hơn 100.000 tỷ đồng so với đầu năm. Ngược lại, nhà băng này cũng đang nắm giữ hơn 222.040 tỷ đồng tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác và vay các tổ chức tín dụng khác hơn 10.470 tỷ đồng. Báo cáo tài chính không thuyết minh cụ thể nên chưa rõ khoản dự phòng rủi ro lớn bất ngờ mà Vietcombank trích lập cụ thể đến từ khoản tiền gửi hay cho vay ở tổ chức tín dụng nào. Chỉ biết, từ năm 2015, khi ngân hàng xây dựng CB Bank bị ngân hàng nhà nước mua lại bất buộc không đồng do thua lỗ, âm vốn, Vietcombank đã được chỉ định tham gia hỗ trợ ngân hàng này tái cơ cấu. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Vietcombank, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết Vietcombank đã hoàn thành việc xây dựng phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém. Thị trường tin rằng tổ chức tín dụng yếu kém đó chính là CB Bank.